Xin chào quý anh chị, em là Phúc Thịnh, chuyên phân phối đất nền thị xã Trân Thành và đất khu nghiệp BKMX Trân Thành. Hôm nay qua video này em xin giới thiệu quý anh chị là hai sản phẩm bất động sản liền kề là mỗi lô ngang năm sâu 30 full tổ cư đất ở đô thị. À, vị trí đất của chúng ta là nằm đối diện với trung tâm thương mại và song song với tuyến đường Hồ Chí Minh. Thì quý quý khách hàng có thể xem vị trí chi tiết qua flycam. Thì cái vị trí đất mà em muốn giới thiệu quý khách hàng đó là hai lô đất đối diện với các dãy nhà, nhà thương mại. Và đặc biệt vị trí đất này cách đường Hồ Chí Minh chưa tới 100 m. Đây, tuyến đường Hồ Chí Minh chưa tới 100 m. Và đặc biệt vị trí đất này cách trường cao đẳng Bình Phước chưa tới 500 m và vị vị trí đất này cũng cách tuyến đường gọi là tuyến đường DT uh, tuyến đường uh, Minh Long An Thành tuyến đường Minh Long An Thành nơi giao nhau với đường Hồ Chí Minh nơi có các trung tâm thương mại cũng chưa tới 500 m một vị trí đất mà nằm cách Uh, ngay bến xe quy hoạch bến xe bệnh viện rồi trung tâm thương mại của Vecamex mà giá của lô đất này chỉ 580 triệu một vị trí cực kỳ tiềm năng mà giá chỉ chưa tới 4 triệu một mét vuông quý hàng mua đầu tư ở đây thì tiện ích đều đầy đủ như là chợ bệnh viện trung tâm thương mại và trung tâm hành chính tất cả đều xung quanh đây trong vòng bán kính 2 km nên quý khách hàng mua ở đây có thể đầu tư xây trọ uh, xây nhà để ở hoặc uh, làm bất cứ điều gì và có một yếu tố tăng giá nữa đó là khi hạ tầng đường này làm xong Khi hạ tầng đường này làm xong thì giá bất động sản có thể nhân gấp 2, gấp 3 lần cho quý khách hàng Vậy uh, quý khách hàng quan tâm đến hai sản phẩm bất động sản này thì hãy liên hệ ngay với em Qua số điện thoại 0945 224 966 Hẹn gặp lại quý khách hàng ở BKMX chân Thành ở video tiếp theo